Thảo Nguyên xin kính chào tất cả quý vị. Xin chào đón quý vị đến với chương trình truyền hình của hệ thống truyền thông TNT Media. Tiết mục tin tức ngày hôm nay được bảo trợ bởi văn phòng KB & Associates in Contact Inc., nơi phục vụ quý vị trong những dịch vụ như bookkeeping, tax planning, living trust, cùng với đầy đủ các loại bảo hiểm cho nhà cửa và sức khỏe. Mọi chi tiết xin gọi Bình Võ 714-531-8192. Và sau đây mời quý vị theo dõi phần tin tức mới nhất của chúng tôi với bản tin Hoa Kỳ, Việt Nam và Thế giới. Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 7 tháng 2 đã đánh bại nỗ lực lưỡng đảng nhằm tăng cường an ninh biên giới vốn phải mất nhiều tháng để đàm phán, nhưng cho biết họ vẫn có thể chấp thuận viện trợ cho Ukraine và Israel vốn đính kèm trong thỏa thuận. Một viên chỉ huy của Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq, Hoa Kỳ nói đã tấn công vào binh sĩ Mỹ, vừa mất mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ hôm thứ Tư, 7 tháng 2. Người phát ngôn quân sự của Thủ tướng Iraq hôm 8 tháng 2 nói rằng các cuộc tấn công liên tục của Hoa Kỳ vào các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq đang thúc đẩy chính quyền Iraq chấm dứt sự hợp tác với liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở nước này. Lực lượng Israel đã ném bom các khu vực ở Rafah, thành phố biên giới nằm ở phía nam, nơi hơn một nửa dân số Gaza đang tạm trú. Nga cho biết rằng Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói chuyện qua điện thoại và cả hai đều bác bỏ điều mà họ gọi là sự can thiệp của Mỹ vào công việc của các nước khác. Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga chấm dứt việc cưỡng ép chuyển trẻ em khỏi các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine vì điều đó vi phạm luật pháp quốc tế và trả các em về cho gia đình. Ứng cử viên Tổng thống phản chiến Nga Boris Nazarbayev hôm 8 tháng 2 cho biết sẽ kháng cáo lên tòa án tối cao sau khi Ủy ban bầu cử Trung ương cấm ông tham gia cuộc bầu cử vào tháng 3, mà Tổng thống Putin dự kiến sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Tổng thống Philippines Marcos Jr. hôm 8 tháng 2 nói rằng những lời kêu gọi độc lập cho đảo Mindanao ở miền nam đất nước là một sự lố bịch về hiến pháp và chắc chắn sẽ thất bại. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA đưa tin hôm thứ Năm 8 tháng 2 rằng Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, tức Quốc hội, đã bỏ phiếu hủy bỏ tất cả các thỏa thuận với Nam Hàn về thúc đẩy hợp tác kinh tế. Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới BYD của Trung Quốc sắp bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với đại lý đầu tiên tại Hà Nội dự kiến sẽ bán xe nhập khẩu vào ngày 1 tháng 5 tới. Và sau đây là bản tin chi tiết. Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Hoa Kỳ hôm 7 tháng 2 đã đánh bại nỗ lực lưỡng đảng nhằm tăng cường an ninh biên giới vốn phải mất nhiều tháng để đàm phán, nhưng cho biết họ vẫn có thể chấp thuận viện trợ cho Ukraine và Israel vốn đính kèm trong thỏa thuận. Với tỷ lệ bỏ phiếu 49-50, Thượng viện đã không thông qua được gói viện trợ trị giá 118 tỷ đô la của lưỡng đảng nhằm thắt chặt di trú, giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga và hỗ trợ Israel trong cuộc chiến với Hamas. Dự luật này cần 60 phiếu tại Thượng viện để tiến tới. Đảng Dân Chủ đang kiểm soát Thượng viện với tỷ số 51-49. Trong nhiều tháng, Đảng Cộng Hòa đã nhấn mạnh rằng bất kỳ khoản viện trợ bổ sung nào cho hai đồng minh của Mỹ thì trước hết phải giải quyết được số lượng lớn di dân đang tràn vào biên giới Mỹ, mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Chỉ có 4 trong số 49 đảng viên Cộng Hòa của Thượng viện bỏ phiếu tán thành dự luật. Tuy nhiên, việc dự luật thất bại vẫn để ngỏ khả năng Quốc hội vẫn có thể cung cấp viện trợ cho đồng minh của Hoa Kỳ. Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào cuối ngày về gói trị giá 96 tỷ đô la loại bỏ các điều khoản di trú nhưng vẫn giữ nguyên viện trợ nước ngoài. Ngay cả khi được thông qua ở Thượng viện, khoản viện trợ đó vẫn phải đối mặt với những chuyển vòng không chắc chắn tại Hạ viện. Vì Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện đã ngần ngại hỗ trợ thêm cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson từng tuyên bố dự luật này sẽ chết khi đến Hạ viện. Ông Johnson cho biết thêm hôm 7 tháng 2 rằng ông sẽ tổ chức thêm một cuộc biểu quyết nữa để luận tội Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas sau khi nỗ lực đầu tiên thất bại trong cuộc bỏ phiếu 214-216 hôm 6 tháng 2.
một viên chỉ huy của Hezbollah, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq. Hoa Kỳ nói đã tấn công vào binh sĩ Mỹ vừa mất mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ hôm thứ Tư, 7 tháng 2. Một tuyên bố của quân đội nói rằng các lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích đơn phương ở Iraq để đáp trả các cuộc tấn công vào quân nhân Mỹ, giết chết một chỉ huy của Hezbollah có trách nhiệm trực tiếp trong việc lên kế hoạch và tham gia các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực. Vẫn bản tuyên bố nói thêm rằng không có dấu hiệu về thương vong dân sự. Hai nguồn tin an ninh giấu tên nói rằng viên chỉ huy phiến quân đó là Abu Bakr al-Saadi đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một chiếc xe ở phía đông Baghdad. Một trong hai nguồn tin cho hay ba người đã thiệt mạng và chiếc xe bị nhắm mục tiêu từng được lực lượng huy động nhân dân Iraq sử dụng. Đó là một cơ quan an ninh nhà nước bao gồm hàng chục nhóm vũ trang. Trong số đó có nhiều nhóm thân thiết với Iran. Các chiến binh và chỉ huy của Hezbollah là một phần trong cơ quan này. Iraq và Syria đã chứng kiến các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gần như hàng ngày giữa các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn và lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Gaza vào tháng 10 năm 2023. Hoa Kỳ đã tấn công các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria vào cuối tuần trước, mà họ nói đó mới chỉ là bước khởi đầu trong phản ứng của họ về việc ba binh sĩ Mỹ tử trận. Vào tháng 1, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ đã tiêu diệt một chỉ huy dân quân cấp cao ở trung tâm Baghdad, một đòn đánh trả mà Hoa Kỳ nói là nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn vào lực lượng của Mỹ. Người phát ngôn quân sự của Thủ tướng Iraq hôm 8 tháng 2 nói rằng các cuộc tấn công liên tục của Hoa Kỳ vào các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn ở Iraq đang thúc đẩy chính quyền Iraq chấm dứt sự hợp tác với liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo ở nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani mô tả cuộc tấn công của Mỹ là một ví dụ rõ ràng về chủ nghĩa khủng bố nhà nước của Mỹ và vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Jehar Rasool, người phát ngôn quân sự của Thủ tướng Iraq, cho biết trong một tuyên bố rằng liên minh do Mỹ dẫn đầu đã trở thành một nhân tố gây bất ổn và đe dọa lôi kéo Iraq vào vòng xoáy xung đột. Các cuộc đàm phán bắt đầu vào tháng 1 về tương lai của liên minh, nhưng chưa đầy 24 giờ sau, ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Jordan, mà Mỹ cho rằng do các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Syria và Iraq thực hiện. Các cuộc đàm phán đã tạm dừng kể từ đó, với việc Ngoại trưởng Iraq kêu gọi nối lại trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 6 tháng 2. Bất kỳ cuộc thảo luận nào về tương lai của liên minh dự kiến sẽ mất vài tháng hoặc lâu hơn và kết quả không rõ ràng. Lực lượng Israel đã ném bom các khu vực ở Rafah, thành phố biên giới nằm ở phía nam, nơi hơn một nửa dân số Gaza đang tạm trú. Thủ tướng Netanyahu đã từ chối đề xuất chấm dứt chiến tranh ở vùng đất của người Palestine. Hôm 7 tháng 2, ông Netanyahu nói rằng các điều khoản do Hamas đề xuất về lệnh ngừng bắn do Hamas đưa ra là ảo tưởng và thề sẽ tiếp tục chiến đấu, đồng thời nói rằng chiến thắng đã đến trong tầm tay, trong chỉ vài tháng nữa. Việc từ chối được đưa ra sau nỗ lực ngoại giao tăng cường nhằm chấm dứt xung đột kéo dài 4 tháng rưỡi trước đe dọa của Israel nhằm tấn công vào Rafah, hiện là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người. Nhiều người trong số họ ở trong những căn lều tạm bợ và thiếu lương thực và thuốc men. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm 7 tháng 2 nói rằng việc tiến vào Rafah ở biên giới với Ai Cập sẽ làm tăng thêm cơn ác mộng nhân đạo với những hậu quả chưa từng thấy trong khu vực. Israel cho biết họ thực hiện các bước để tránh thương vong cho dân thường và cáo buộc các chiến binh Hamas ẩn nấu giữa dân thường, kể cả tại các nơi tạm trú ở trường học và bệnh viện, dẫn đến nhiều thường dân thiệt mạng hơn. Nhưng Hamas đã phủ nhận điều này. Người dân cho biết máy bay Israel đã ném bom các khu vực ở Rafah vào sáng ngày 8 tháng 2, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào hai ngôi nhà. Xe tăng cũng bắn vào một số khu vực ở phía đông Rafah, làm tăng thêm nỗi lo sợ của người dân về một cuộc tấn công trên bộ sắp xảy ra.
Thủ tướng Netanyahu tái cam kết tiêu diệt Hamas, nói rằng không có sự lựa chọn nào khác cho Israel ngoài việc xóa sổ Hamas. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã thảo luận về nghị định này với ông Netanyahu sau khi đến Israel sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Qatar và Ai Cập, những quốc gia đóng vai trò hòa giải. Ông Blinken sau đó đã gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah. Phản hồi của Hamas không yêu cầu đảm bảo lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ngay từ đầu, nhưng việc chấm dứt chiến tranh sẽ phải được đồng ý trước khi con tin cuối cùng được giải thoát. Nga cho biết rằng Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói chuyện qua điện thoại và cả hai đều bác bỏ điều mà họ gọi là sự can thiệp của Mỹ vào công việc của các nước khác. Trợ lý Điện Cẩm Linh là Yuri Usakos đã cung cấp thông tin chi tiết về cuộc gọi trong một cuộc họp báo với các phóng viên, nói rằng hai nhà lãnh đạo đã bàn về việc tạo ra một trật tự thế giới đa cực công bằng hơn trước những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm kiềm chế cả hai đối thủ lớn nhất của Hoa Kỳ. Ông Usakos nói rằng ông Putin và ông Tập sẽ tiếp tục có sự tương tác cá nhân chặt chẽ, nhưng hiện tại không có kế hoạch cho các chuyến thăm lẫn nhau. Trung Quốc và Nga đã trở nên thân thiết hơn và mở rộng quan hệ thương mại trong những năm gần đây, khi Mỹ và các đồng minh áp đặt các lệnh trừng phạt đối với cả hai nước, đặc biệt là Nga sau khi nước này xâm lược Ukraine vào năm 2022. Ông Putin và ông Tập đã gặp nhau hai lần vào năm ngoái, trong khi thương mại Trung Quốc-Nga đạt 218,2 tỷ đô la trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11, theo dữ liệu Hải quan Trung Quốc, đạt được mục tiêu mà hai nước đặt ra vào năm 2019, trước một năm so với kế hoạch. Nga đã vượt qua Ả Rập Saudi để trở thành nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Trung Quốc vào năm 2023. Ông Putin và ông Tập cũng thảo luận về tình hình ở Ukraine và giải pháp xung đột ở Trung Đông, đồng thời cùng quan điểm về những xung đột đó. Ông nói nhưng không nêu chi tiết. Ông Usakos nói rằng Nga ủng hộ chính sách của Trung Quốc đối với Đài Loan. Nga và Trung Quốc thực hiện giao dịch bằng đồng rúp và nhân dân tệ, dần dần loại bỏ giao dịch bằng đô la Mỹ. Ông Putin và ông Tập nhấn mạnh trong cuộc gọi của họ rằng điều quan trọng là phải xây dựng cơ sở hạ tầng chính để đảm bảo độ tin cậy thanh toán. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết rằng ông Tập đã nói với ông Putin rằng hai nước nên theo đuổi sự phối hợp chiến lược chặt chẽ và bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của mỗi nước. Ông Tập cho biết cả hai bên cần kiên quyết phản đối sự can thiệp vào công việc nội bộ của các thế lực bên ngoài. Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga chấm dứt việc cưỡng ép chuyển trẻ em khỏi các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine vì điều đó vi phạm luật pháp quốc tế và trả các em về cho gia đình. Ukraine cho biết rằng 20.000 trẻ em đã được đưa từ Ukraine sang Nga mà không có sự đồng ý của gia đình hoặc người giám hộ, và Tòa án Hình sự Quốc tế đang yêu cầu bắt giữ Tổng thống Nga Putin vì việc trục xuất bất hợp pháp, một cáo buộc mà Nga phủ nhận. Trong một báo cáo về Nga, Ủy ban Liên Hợp Quốc nói rằng Nga nên cung cấp thông tin chính xác về số lượng trẻ em bị đưa khỏi Ukraine và nơi ở của chúng, để có thể xác định danh tính và trao trả chúng. Nga đã phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng họ chỉ bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương khỏi vùng chiến sự. Ủy ban cũng nói rằng Nga cần đảm bảo rằng không có đứa trẻ nào bị tước quốc tịch Ukraine và danh tính, tên tuổi cũng như mối quan hệ gia đình của các em phải được đảm bảo. Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ vào tháng 3 năm ngoái đối với ông Putin và bà Maria Lvova-Belova, ủy viên Nga về quyền trẻ em, với cáo buộc trục xuất trái phép trẻ em khỏi Ukraine. Trưởng công tố viên ICC cho biết Nga đã chuyển ít nhất hàng trăm trẻ em từ các trại trẻ mồ côi và các nơi chăm sóc ở các vùng bị chiếm đóng của Ukraine, và nhiều trẻ em đã bị cho làm con nuôi. Nga đã bác bỏ các cáo buộc của Tòa án Hình sự Quốc tế là thái quá và không thể chấp nhận được.
Ứng cử viên Tổng thống phản chiến Nga Boris Nadyhin hôm 8 tháng 2 cho biết sẽ kháng cáo lên Tòa án tối cao sau khi Ủy ban Bầu cử Trung ương cấm ông tham gia cuộc bầu cử vào tháng 3 mà Tổng thống Putin dự kiến sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Ủy ban Bầu cử Trung ương trước đó cho biết họ đã tìm thấy sai sót trong các chữ ký mà ông Nadyhin và các đồng minh của ông đã thu thập để ủng hộ việc ứng cử của ông, nói rằng một số trong số đó là của những người đã chết. Tại một cuộc họp ở trụ sở Trung tâm Mặt Tư Khoa hôm 8 tháng 2, các quan chức bầu cử nói rằng những sai sót đó có nghĩa là ông Nadyhin, 60 tuổi, đã không thu thập được 100.000 chữ ký xác thực cần thiết để trở thành ứng cử viên và do đó không thể tham gia. Ông Nadyhin, người đôi khi xuất hiện trên truyền hình nhà nước và chỉ trích chính quyền trước khi nhanh chóng bị người dẫn chương trình AFP nói trên kênh Telegram chính thức của mình rằng ông không đồng ý với quyết định của Ủy ban Bầu cử Trung ương và sẽ phản đối quyết định đó tại Tòa án tối cao Nga. Ông kêu gọi những người ủng hộ ông hãy giữ vững niềm tin bất chấp những gì dường như là một bước thụt lùi không thể cứu vãn được trong một hệ thống chính trị được kiểm soát chặt chẽ. Không ai kỳ vọng ông sẽ thắng cử. Chiến thắng của ông Putin, 71 tuổi, người nắm quyền tổng thống hoặc thủ tướng từ cuối năm 1999 và kiểm soát tất cả nhà nước, được nhiều người coi là một kết cục được định trước. Nhưng ông Nadyhin đã khiến một số nhà phân tích ngạc nhiên khi chỉ trích gay gắt điều mà Điện Cẩm Linh gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, điều mà ông Nadyhin gọi là một sai lầm chết người và nói rằng ông sẽ cố gắng kết thúc thông qua đàm phán. Những người chỉ trích Nga nói rằng ông Nadyhin thậm chí sẽ không được phép vận động và thu thập chữ ký nếu không có sự cho phép của chính quyền. Tổng thống Philippines Marcos Jr. hôm 8 tháng 2 nói rằng những lời kêu gọi độc lập cho đảo Mindanao ở miền nam đất nước là một sự lố bịch về hiến pháp và chắc chắn sẽ thất bại. Đây là lần đầu tiên ông đề cập đến vấn đề này kể từ khi người tiền nhiệm Duterte gọi hòn đảo quê hương của ông ly khai. Khi liên minh của ông với ông Marcos sụp đổ một cách rất công khai giữa những lời xúc phạm và bất đồng về cải cách hiến pháp. Ông Marcos nói trong bài phát biểu vào ngày hiến pháp mà không nêu tên người tiền nhiệm thẳng thắn của mình như sau. Lời kêu gọi mới về một Mindanao ly khai chắc chắn sẽ thất bại vì nó dựa trên một tiền đề sai lầm. Chưa kể đến một sự lố bịch về hiến pháp, tôi mạnh mẽ kêu gọi tất cả những người liên quan chấm dứt lời kêu gọi thành lập một Mindanao ly khai. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng hiến pháp. Đây không phải là một Philippines mà chúng tôi đang cố gắng tạo dựng. Đúng hơn, điều này sẽ phá hủy đất nước. Cố vấn an ninh quốc gia của ông Marcos hôm 4 tháng 2 cho biết rằng chính phủ sẽ không ngần ngại sử dụng quyền lực và lực lượng của mình để dập tắt và ngăn chặn bất kỳ và mọi nỗ lực nhằm chia cắt nền Cộng hòa. Tiếp theo đó là việc Bộ trưởng Quốc phòng của ông Marcos hôm 5 tháng 2 thề sẽ thực thi nghiêm túc chủ quyền của đất nước sau những lời đe dọa ly khai của ông Duterte. Ông Duterte là Tổng thống Philippines đầu tiên xuất thân từ Mindanao giàu tài nguyên, nơi bị ảnh hưởng bởi bạo lực và xung đột trong nhiều thập kỷ khi chính phủ chiến đấu với quân nổi dậy và những kẻ cực đoan. Tình trạng bất ổn đã cản trở các nguồn đầu tư ở đó và khiến nhiều ngôi làng rơi vào cảnh nghèo đói. Hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn KCNA đưa tin hôm thứ Năm 8 tháng 2 rằng Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, tức Quốc hội, đã bỏ phiếu hủy bỏ tất cả các thỏa thuận với Nam Hàn và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Quốc hội là cơ quan thực hiện các bước chính thức để thông qua các quyết định về chính sách của đảng lao động cầm quyền, cũng đã bỏ phiếu bãi bỏ các luật về quan hệ kinh tế với Nam Hàn, bao gồm cả luật đặc biệt về việc vận hành dự án du lịch núi Kim Cương. Các chuyến tham quan đến ngọn núi tuyệt đẹp nằm ngay phía bắc của đường biên giới ở phía đông là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế đã bắt đầu trong thời kỳ có sự tương tác giữa hai miền Triều Tiên vào đầu những năm 2000. Thu hút gần 2 triệu du khách Nam Hàn. Dự án bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc đi lạc vào khu vực cấm bị lính gác Triều Tiên bắn chết. Hyundai Asian, một chi nhánh của tập đoàn Hyundai Group, đã đầu tư hơn 750 tỷ won để phát triển dự án Kumgang
từ chối bình luận về tin của KCNA. Bộ Thống nhất Nam Hàn, cơ quan xử lý mối quan hệ với Bắc Hàn nói rằng hành động của Triều Tiên không có gì đáng ngạc nhiên và sẽ chỉ khiến nước này càng bị cô lập nhiều hơn mà thôi. Bản tin của KCNA không đề cập đến luật đặc biệt của Bắc Hàn về một dự án kinh tế chung lớn khác là khu công nghiệp Kisong, nơi mà vào thời kỳ đỉnh cao nó đã có các nhà máy của 125 công ty Nam Hàn và tuyển dụng 55.000 công nhân Triều Tiên. Các công ty đã rút đi và khu nhà máy đóng cửa vào năm 2016 khi Nam Hàn đình chỉ dự án sau khi Bắc Hàn thử hạt nhân lần thứ 5 và phóng các mỏ tiện đạn đạo tầm xa. Bắc Hàn nói họ coi Nam Hàn là kẻ thù trong chiến tranh và năm ngoái đã hủy bỏ một hiệp ước quân sự được ký vào năm 2018 nhằm giảm căng thẳng leo thang gần đường ranh giới quân sự được ký kết theo thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới BYD của Trung Quốc sắp bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với đại lý đầu tiên tại Hà Nội, dự kiến sẽ bán xe nhập khẩu vào ngày 1 tháng 5 tới. Các sản phẩm đầu tiên dự kiến được bán ra tại thị trường Việt Nam là dòng xe sedan và SUV đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Trước đó vào tháng 5 năm 2023, một tuyên bố của chính phủ Việt Nam trích dẫn chủ tịch của BYD loan báo hãng xe này có kế hoạch mở rộng sang sản xuất và lắp ráp xe điện tại Việt Nam. Công ty của Trung Quốc hiện đang xây dựng một nhà máy trị giá 504 triệu đô la ở Thái Lan, là thị trường lớn nhất bên ngoài Trung Quốc và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong năm nay. Xe điện của BYD có thể được nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam để được hưởng thuế nhập khẩu bằng không áp dụng cho các nước Đông Nam Á. BYD trở thành hãng bán xe điện lớn nhất thế giới năm 2023 khi bán được khoảng 3,02 triệu xe, tăng 61,9%. 90% doanh số bán của hãng là ở Trung Quốc. Sự hiện diện của BYD tại thị trường Việt Nam sẽ đặt ra thách thức trực tiếp cho VinFast, nhà sản xuất xe điện đầu tiên của Việt Nam. Doanh số bán hàng của VinFast năm 2023 đã không đạt được mục tiêu đề ra, chỉ bán được gần 35.000 xe, thấp hơn mục tiêu là 40.000 chiếc theo kế hoạch. Lý giải cho sự thất bại này, VinFast nói nguyên nhân là do việc triển khai sử dụng xe điện chậm chạp ở một số khu vực, tình trạng cạnh tranh gay gắt và kinh tế bất ổn. Mặc dù VinFast không đưa ra phân tích rõ ràng về doanh số bán hàng theo thị trường trong thông báo, nhưng khoảng 60% lượng xe phân phối trong Tam Cá Nguyệt 2 và 3 là dành cho công ty cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh. Công ty di chuyển về dịch vụ gọi xe taxi và xe ôm qua mạng thuê xe của VinFast. CEO của VinFast là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cũng là người nắm đến 95% cổ phần của GSM. Quý vị vừa theo dõi phần tường trình tin tức trong ngày của hệ thống truyền thông TNT Media qua phần trình bày của Thảo Nguyên. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thảo Nguyên xin thân ái, mến chào.